khô hạn ở đây chắc bà con ta chắc thiếu nước sớm nữa, bà con ta phải bắt buộc khoan giếng để làm thêm trồng trọt chứ không có nước nữa đâu. Bây giờ thì còn tạm thời vậy được chứ còn tháng 2 tháng nữa chắc thiếu nước nặng nè. Hạn hán kéo dài nhiều tháng qua, hồ thủy lợi khô cạn đấy đã khiến cho bà con nông dân ở Nhân Hải, Ninh Thuận vốn khó khăn lại càng khó khăn hơn. Hoa màu không có nước tưới, nhiều vật nuôi như cừu bò chết đói chết khát, bà con nơi đây đang đối mặt với một mùa vụ thua lỗ. Ở vùng kinh này mà hạn hán thiếu nước, cừu cũng không có nước uống luôn, mặt đồng cỏ cũng không có ăn luôn, chết nhiều đó. Mì đĩ ra không có cỏ ăn cũng chết, rồi nó hao gớm, mùa hạn hán này nó hao hụt gớm. Nói chung là hồ không có nước thả ra về đó thì cũng đâu có cỏ gì ăn đâu. Ba cái nhốt vào nhà ăn rơm ăn đồ không, còn nước thì không có. Hạn hán kéo dài kiểu này thôi chứ hồ kinh chết đây, người dân chết đây. Chắc bồ lớn nhỏ gì chắc cũng phải 8-9 con rồi á. Từ hôm giờ á, từ hôm giờ không có đồng ăn, rồi không có nước uống. Nó ra ngoài đó cũng đâu có nước uống, nắng nắng quá rồi cừu nó đi hấp hơ cũng chết. Nước có trồng sao chứ rồi ăn sao đầy lên rồi trồng cái khác lại nữa. Chứ vậy nó có nước chứ còn đâu biết hết lúc nào đâu. Thì đó thì khó khăn mình hút lúc này nó tốn điện 2-3 dòng tiền điện. Không có nước này cứ làm luân phiên thôi. Chứ đâu ai dám làm hình đại trà đại ấy đâu. Đâu có nước đâu làm đại trà. Lỗ khoan mà không có nước thì cũng có tay luôn. Tắm nước ai cũng đuôi thà lơ. Hãy về nhà tắm. Bình 21 lít uống được nhiều lắm đâu, 2-3 bữa hết à? 2 bữa đây. Giờ mình tắm rửa rồi thì nhờ có giếng khoan rồi mình hút lên cho bò cho cừu rồi mình uống nước. Rồi mình tắm rửa rồi. Còn không có nào về làng hết chứ ở đây đâu có nước máy gì vô đâu thấy. Trong không gian khô cằn, ngoài tiếng máy bơm hoạt động liên tục thì vang vọng khắp nơi vẫn là tiếng chim dại khô khốc như đang báo hiệu một mùa hạn kéo dài vẫn đang thách thức con người và động vật nơi đây. Mong ước của bà con không chỉ là có mưa giải hạn mà còn là những phương án nhanh chóng kịp thời của địa phương để dẫn nước về cho rốn hạn lâu năm này. Cũng cầu mong vậy, cầu mong là địa phương ở đây là có một cái hỗ trợ như đường nước cho bà con về, cho bà con làm, cho phát triển kinh tế là cái thứ nhất. Thứ hai là giá cả luôn ổn định, đó hơn mình chăm lo mình sản xuất để lo về kinh tế. Chứ anh thấy nước non hạn chỗ này anh nghĩ là làm mình rất vất vả, mà lợi cộng vô mình không có nước mình làm cái thất nghiệp nữa, ác mình chỉ có về nông nghiệp không à. Nên cũng rất cầu mong hỗ trợ về cái nguồn nước thật, chứ còn đa chứ cũng không có mong được cái gì hết.